Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ làm là bánh mì ngọt nhân trứng sữa ha. Nhưng mà mình sẽ làm ra là một cái bánh là có vị trà xanh nha các bạn. Thì nguyên liệu mình gồm có là 250g bột mì, 3 cái trứng gà, 3 muỗng rưỡi canh đường và nửa muỗng cà phê men nở, với lại 1 muỗng cà phê bột trà xanh, 1/3 muỗng cà phê muối. Nửa chén sữa tươi này là mình đã đun cho nước sữa đã ấm ấm rồi đó, với lại hũ bơ lạc ha. Thì với lại trước tiên đó là mình sẽ làm cái phần men cho men nó nở ra nha. Với lại mình sẽ cho đường vào luôn. Mình sẽ múc là 5 muỗng cà phê đường ha. Rồi mình sẽ quậy lên. Mình quậy cho phần đường cho nó tan tan ra ha. Rồi mình sẽ để trong vòng 5 phút là men nó đã nở ra rồi đó các bạn. Rồi thì mình sẽ cho cái bột mì á, mình để ra đây là mình sẽ rây nha. Là 250g bột mì. Với lại mình lấy một ít bột trà xanh nè. Mình lấy vô đây nha. Bây giờ mình sẽ rây. Cho phần muối nha, mình cho vô trong đây ha, mình trộn đều lên. Sau đó mình sẽ đặt trứng gà mình để vô nha. Mình lấy là một cái chồng trắng, hai cái chồng trắng trứng với lại một cái chồng đỏ nha. Còn hai cái chồng đỏ bên đây, một hồi mình sẽ làm cái phần nhân nha các bạn. Các bạn thấy nè, cái chồng đỏ của trứng gà ta nó rất là to ha. Rồi mình đã cho hai cái chồng trắng trứng vô nè, với lại một cái chồng đỏ ha. Rồi mình sẽ quậy lên các bạn. Còn cái trứng kia thì một hồi là mình sẽ làm cái phần nhân nha. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Chén men nè các bạn, mình sẽ cho vô từ từ nha. Còn bơ thì một hồi mình sẽ cho vô sau nha. Cho hết cái chén men luôn. Rồi mình để riêng qua một bên. Rồi mình sẽ quậy lên. Quậy từ từ thôi. Là mình đeo bao tay rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ nhồi cái bột nha. Nhồi bột bạn cho bột nó sẽ kết dính lại, nó sẽ dẻo. Rồi một hồi mình sẽ cho cái phần bơ lạc bơ vô nha. Các bạn thấy là mình nhồi một hồi á là mình sẽ đem xuống dưới nhà mình nhồi các bạn. Tại vì á là mình đứng ở trên đây là nhiều khi mình dỗ cái phần bột á thì nó sẽ không có được ha. Ví dụ mình thấy cái phần bột á mà nó còn khô á thì mình có thể là mình thêm sữa nha, thêm sữa tươi vào cũng vẫn được. Còn nếu mà vừa rồi thì thôi. Mình sẽ dứt bơ nè các bạn. Dứt bơ xong rồi mình sẽ nhồi cho đều rồi mình mới ủ bột nha. Rồi bây giờ mình sẽ đem xuống dưới nhà mình nhồi nha các bạn. Nếu mình đứng thì mình không có sức là đặng mình nhồi cái bột ha. Rồi bột nãy giờ mình nhồi cũng được rồi ha. Thì
Bây giờ mình sẽ ủ bột nha. Mình lấy cái bao thật phẳng nè, cái mình bọc mình ủ trong vòng 2 tiếng nha. Sau 2 tiếng á, thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Mình đã bắt cái sữa nè các bạn lên trên bếp nha, nhưng mà mình chưa có nấu. Thì mình sẽ để bột trà xanh vô, rồi mình sẽ quậy cho cái bột trà xanh nó đều ra, rồi mình sẽ cho trứng gà vào luôn. Thế là trồng đỏ nha các bạn. Quậy cho nó đều ra. Quậy cho đều ra rồi mình sẽ cho đường vào luôn. Đường nè, mình sẽ cho vào. Với lại hồi mình sẽ cho bơ vào luôn nha. Quậy cho cái bột trà xanh này cho nó đều ra cái đã. Dứt một cục bơ nè. Mình sẽ để vào trong cái tâm nồi ha. Rồi mình sẽ múc một miếng sữa nè các bạn, mình cho vào trong cái tô bỏ nước trong cái chén bột bắp á. Rồi mình sẽ quậy lên, quậy cho phần bột bắp á nó đều nó mịn ra, thì mình sẽ cho vào trong cái nồi sữa với trứng của mình nha. Rồi giờ bơ nó đã tan ra hết rồi nè, mình sẽ cho cái nước bột bắp á, mình vừa cho mình vừa khuấy nha. Mình khuấy khi nào mình thấy mà nó hơi sình sọp lại là được nha các bạn. Bạn thấy cái phần nhân nè, bây giờ nó hơi sền sệt lại được rồi ha. Thì giờ mình sẽ tắt bếp luôn nha. Rồi mình sẽ tắt bếp rồi mình sẽ chờ nguội, rồi mình sẽ để vô trong cái phần tủ lạnh ngăn mát nha. Rồi bột quá nãy giờ mình ủ cũng 2 tiếng nè các bạn. Đó giờ các bạn thấy bột nó đã nở rồi nè ha. Và bây giờ mình sẽ lấy ra mình làm tiếp nha. Rồi mình sẽ giữ ra cái bịch một chút xíu đi. Rồi bây giờ mình sẽ gấp một ít bột mì nè. Gắp bột khô vô đây ha. Mình sẽ lấy bánh ra, lấy bột ra. Bạn thấy giờ bột nè, nó rất là xốp ha. Rồi mình sẽ cho thêm một ít bột khô nữa. Bây giờ mình sẽ chia cái phần bột ra. Cắt từng cục, từng viên như vậy ha. Rồi bây giờ là mình sẽ cán phần bột ra nè các bạn. Chia ra từng viên rồi đó. Giờ mình sẽ cán cái bột nè cho nó dài dài ra. Rồi, mình sẽ cho nhân nè. Nhân này là nhân trà xanh luôn. Rồi, bây giờ là mình sẽ để vô trong cái nồi nè. Đó, giờ mình sẽ để một bên ha. Và bây giờ mình sẽ làm tiếp nha các bạn. Mình sẽ để cho nó dính lại như vậy nè.
Bây giờ mình sẽ làm tiếp những cái phần bột còn lại nha. Và các bạn, bánh là mình đã làm xong hết rồi nè, thì bây giờ là mình sẽ ủ bột thêm 15 phút nữa thì mình sẽ tiến hành mình nướng nha. Bây giờ mình sẽ để vô trong cái nồi cơm điện nè, thì mình sẽ đậy nắp lại. Một hồi đó 15 phút sau thì mình sẽ đem mình đi nướng. Thì bột á, nãy giờ là mình ủ nè, cũng được 15 phút rồi ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ để vô trong cái nồi nè, và mình sẽ viêm điện. Mình sẽ nảy nắp lại hai lần, mình sẽ bật cái nút. Khi mà cái phần bánh á, cái phần nút á, nút nồi cơm điện á, mà nó đã bật nút qua xuống cái nút hâm á, thì mình sẽ nhấn tiếp 2-3 lần như vậy á, là bánh nó mới chín nha các bạn. Và các bạn đợi mình tí xíu nha, khi nào mà bánh chín á, thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Rồi bánh á, nãy giờ là mình cũng hâm chần á, là mình nướng là cũng 35 phút ha. Đó, bây giờ là cái bánh nó đã chín rồi nè các bạn. Và bây giờ là mình sẽ rút điện ra nha. Và bây giờ là mình sẽ nắm cái tờ giấy nè để lấy bánh ra cho nó dễ. Và bánh này là mình sẽ chờ nguội tí xíu nha. Khi mà bánh nó nguội rồi thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Bánh là nãy giờ là mình cũng đã để nguội nè các bạn. Đó, các bạn nhìn cái bánh nè. Mình ấy, cái nồi cơm điện của mình ở nhà nó nhỏ quá, cho nên nó là mình để bánh nè. Khi mà mình nướng lên đó là các bạn thấy nè, nó cũng nó bị giống như là nó cái này nó đèo quá, cái kia nó bị dẹp đó các bạn. Nó hơi bị dẹp tí xíu ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ hai mẹ con mình sẽ dùng thử nha. Mình cũng mời cả nhà ăn chung với gia đình mình nha. Cái này có nhân nè. Ăn thử đi. Ăn thử đi, con có nhân không? Ba ba nữa nè. Nhân mất cha đi rồi. Nhân mất cha. À, các bạn thấy là cái phần bánh hồi nãy mình nướng là 35 phút. Cho nên là cái bánh ở dưới này nó hơi bị cháy tí xíu nha. Bây giờ mình sẽ bẻ ra. Cho các bạn cái phần nha. Dưới của mẹ đâu mẹ. À, các bạn thấy là cái phần nhân nè, tan chảy ra nè. Đó. Mẹ. Ngon không? Mẹ ơi. Cô mẹ nó bị cái chút đó. Con có thấy không? Đúng là mới. Cái bánh mì thì nó rất là sớt. Còn cái phần nhân thì mình ăn nó béo béo các bạn. Nhân nó tan chảy nè, bạn thấy không? Nhìn nó cũng rất là ngon ha. Mình làm bằng cái nhân của matcha luôn, còn bột matcha luôn, cho nên đó là các bạn vừa thấy cái phần vỏ bánh màu xanh, còn thêm cái phần nhân màu xanh nữa, cho nên đó là mình thấy nè, nó tuyệt màu quá. Nhưng mà ăn rất là ngon và thơm lắm các bạn. Đúng rồi. Cái phần nhân nó còn. Kìa, ăn từ từ thôi, đừng có nút tay, đừng, nè dính cái miệng này nè, coi cái tay không trời, nè, ăn mà mặt mày dính tùm lem mà, kỹ ghê, ăn từ từ thôi, cái này để ngày mai để mời đem vô trường đi học được không? Mai có được thêm, thì đem đi học thêm. Các bạn thấy không, con mình nó ăn là kiểu như là nó rất là thích ăn mấy cái bánh mà nó mê cái độ béo ấy, nên là nó rất là thích ha. Bởi nên là ăn nhiều khi nó dính miệng tùm lum hết trơn mà nó cũng không hay đó các bạn. Ăn cắn từ từ thôi. Các bạn cũng làm ăn thử đi, ví dụ mình không có lò nướng thì mình có thể là mình chế biến là mình nướng vô nồi cơm điện cũng được ha. Hoặc là mình nướng vô cái nồi cát như hôm bữa mà mấy lít trước mình đã làm đó các bạn. Nó cũng rất là ngon. Thì chỉ có cái là mình phải canh cái nhiệt độ của lò cát nè, hoặc là cái nồi cơm điện. Nếu mà mình không canh thì nó sẽ bị khét, nó sẽ bị cháy, nó sẽ bị đen, nó sẽ không ngon ha. Thì video của mình sẽ kết thúc tại đây. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích thì like, chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Chào các bạn.